xem kỹ nhé. Người đàn ông này là một đặc vụ cấp cao. Anh ta có thể dễ dàng tập hợp một lượng lớn đặc vụ trong vòng 5 phút và anh ta làm thế chỉ để về nhà chơi đồ hàng với con gái mình. Có một người cha như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Xin chào các bạn, mình là Michi An. Hôm nay mình tiếp tục review cho các bạn tập 4 đến tập 6 bộ anime đình đám gia đình điệp viên. Tiếp tục phần trước, Twilight, một điệp viên đến từ Westalis, nhận nhiệm vụ tiếp cận Desmond, một quan chức cấp cao của Ostenia. Mưu tính đưa cô con gái nuôi Ania trà trộn vào học viện Eden nơi con trai Desmond theo học. Vì học viện Eden luôn yêu cầu học viên phải có gia đình hoàn hảo nên Twilight nhanh chóng kết hôn với một người phụ nữ tên Do. Hai người tạm thời dựng nên một gia đình không mấy bình thường, Do là một sát thủ bí mật và cô con gái nuôi Ania là người có siêu năng lực độc suy nghĩ. Twilight không biết tất cả những chuyện này, anh đang bận chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn nhập học của Ania. Anh không chỉ nghe ngóng những câu hỏi có thể gặp trong buổi phỏng vấn mà còn chuẩn bị sẵn cách đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Tiếp theo, anh chuẩn bị cùng gia đình đối mặt với bài kiểm tra khắt khe của giám khảo. Twilight biết rõ cuộc phỏng vấn tại học viện Eden bắt đầu ngay từ lúc gia đình ứng viên bước chân vào khuôn viên trường. Nhà trường không chỉ theo dõi nhất cử nhất động của thí sinh mà ngay cả hành vi của phụ huynh cũng nằm trong phạm vi nhà trường kiểm tra. Giám khảo phỏng vấn tên là Henry, một giáo viên kinh nghiệm với trình độ chuyên môn sâu. Henry tin rằng chỉ những gia đình sang chảnh mới đủ điều kiện được vào học viện Eden cao quý. Ngay khi gia đình Twilight bước vào trường, thái độ bình tĩnh của họ đã thu hút sự chú ý của Henry. Theo hồ sơ giả mạo của Twilight, anh ta là một người cha đơn thân quá vợ, một mình nuôi dưỡng Ania và đi bước nữa với Do. Hoàn cảnh gia đình của Ania khiến Henry do dự. Để xác nhận Ania có đủ điều kiện nhập học hay không, ông cố ý sắp xếp cho một học sinh rơi xuống mương. Ông muốn xem liệu gia đình Twilight chọn giữ nguyên phong cách thanh lịch thế chết không cứu, hay giúp một tay để tự biến vẻ thanh lịch của mình trở thành nhếch nhác. Nhìn thấy Twilight không ngại làm bẩn quần áo để kéo cậu học sinh rơi xuống nước kia lên, Henry thất vọng đến mức lập tức muốn loại Ania khỏi cuộc phỏng vấn. Không ngờ Twilight đã lường trước được tình huống bất ngờ, cả nhà bình tĩnh thay bộ quần áo dự phòng để chuẩn bị trước. Henry hết lời khen ngợi cách ứng xử này. Đúng lúc này, một tai nạn xảy ra. Để thử phản ứng của gia đình trước tình huống bất ngờ, Henry sắp xếp để cho động vật vào trường. Kết quả là ông phát hiệu lệnh sai, một lượng lớn động vật mất kiểm soát lao vào trường, thí sinh và phụ huynh rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ngay lúc nguy kịch, Do đứng dậy kịp thời. Để bảo vệ Ania, cô sử dụng kỹ thuật vật lộn đặc trưng của mình để trực tiếp khuất phục con vật đầu đàn, những con vật khác sợ hãi bỏ chạy khỏi trường. Sau khi sự cố kết thúc, Do nói dối mình đã học được dăm ba chiêu trong lớp yoga nên vừa xong chỉ là mèo mù vớ cá rán, trong khi Ania tốt bụng nhẹ nhàng bước tới vỗ về những con vật mẹ Do vừa đánh gục. Màn trình diễn của hai người hoàn toàn chinh phục Henry. Henry ngầm xác định Ania là một trong những ứng cử viên sẽ được nhận vào học. Nhưng nhận được sự đồng ý của Henry là chưa đủ. Điểm quan trọng của buổi phỏng vấn là phần hỏi và trả lời. Ngoài Henry, các giám khảo có mặt còn có Swan, họ hàng của hiệu trưởng. Swan vốn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ghét nhất là một gia đình hòa thuận. Anh ta đến đây lần này là để phá đám. Twilight biết trước về tình huống này nên luôn tránh đối đầu với Swan. Ngoài Swan thích bới lông tìm vết, Twilight lo lắng nhất là liệu Ania có thể xử lý các câu hỏi phỏng vấn hay không. May mắn thay, Ania có thể sử dụng thuật độc tâm tự cứu lấy mình mọi lúc mọi nơi. Khi Henry hỏi cô bé Ania đánh giá thế nào về bố mẹ mình, Ania nói không chút do dự rằng Twilight và Do là những ông bố bà mẹ hoàn hảo. Cô rất vui khi được sống cùng họ. Vợ chồng Twilight quá xúc động không nói nên lời, nhưng Swan ở bên thì nổi điên lên vì ghen tị. Ngay lập tức đứng lên phá tan cảnh sướt mướt, anh hỏi Ania rằng cô thích mẹ trước hay mẹ hiện tại của mình. Câu hỏi này đột nhiên đánh vào nỗi đau của Ania. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cô thậm chí không biết mẹ cũ của mình ở đâu. Nước mắt rơi không ngớt khi Ania nghĩ về quá khứ. Thủ đoạn thành công, Swan tiếp tục công kích Ania. Điều này trực tiếp chọc điên Do và Twilight đang đứng bên cạnh gã. Twilight không chịu nổi đã đập một cú lên bàn trước mặt gã, giả vờ rằng anh đang đập mũi. Swan nhanh chóng im miệng vì sợ hãi. Sau đó, Twilight đưa Do và Ania rời trường học, biết rằng cuộc phỏng vấn đã thất bại. Sau khi gia đình Twilight rời đi, Swan lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình và ngay cả Henry cũng không thể chịu đựng được nữa. Henry nghĩ rằng Swan sẽ gây khó khăn cho một học sinh xuất sắc như Ania, điều thật là làm mất uy tín của học viện Eden. Henry vội vàng đấm vào mặt Swan, ông quyết định tìm cách giúp Ania nhập học. Khi ấy, gia đình Twilight đang rất tụt cảm xúc. Họ đều nghĩ rằng sau vụ lộn xộn này, việc Ania vào học viện Eden đã hoàn toàn hết hy vọng. Quả nhiên, vào ngày học viện Eden công bố danh sách nhập học, cả nhà đọc thông báo và không thể tìm thấy tên Ania. Ngay khi họ thất vọng, mọi thứ liền diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Henry đặc biệt hẹn gặp gia đình Twilight, nói rằng ông đã đưa Ania lên đầu danh sách bổ sung của trường bằng uy tín lâu năm của mình. Theo lẽ thường thì một số học sinh thế nào cũng không nhập học, vì vậy có thể nói Ania 90% sẽ được nhận vào học viện Eden. Tin tức này khiến gia đình Twilight vui mừng không xiết. Trong thâm tâm, Twilight biết rõ Henry chắc hẳn đã rất cố gắng giúp đỡ việc này nên ngầm khắc ghi trong tim. Quả nhiên, không lâu sau đó, họ nhận được thông báo Ania sẽ nhập học. Twilight đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và cũng gọi luôn cộng sự của anh, Franklin, người đã thu thập thông tin đến ăn mừng.
Trên bàn ăn, Twilight hứa tặng cho Anya một điều ước. Trong thời gian này, Anya đang rất mê một bộ anime điệp viên. Cô vô cùng ao ước cảnh điệp viên xông vào lâu đài cứu công chúa và nhất quyết muốn tái hiện tình tiết này ngoài đời. Franklin, người đang theo dõi cuộc vui và không nghĩ đó là vấn đề lớn nên thúc giục Twilight đồng ý. Twilight không đỡ nổi sự náo động của Anya và Franklin. Anh đành phải nhờ đến tổ chức điệp viên anh đang công tác giúp đỡ với lý do là vì nhiệm vụ. Anh thuê một lâu đài để cải tạo thành công viên giải trí. Để thỏa mãn mong muốn của Anya, Twilight còn yêu cầu tổ chức cử một lượng lớn người đến làm NPC cho trò chơi. Lúc này do đang đắm chìm trong niềm vui Anya trúng tuyển, cô uống hết chén này đến chén khác, không để ý rằng có khả năng tạo ra một buổi tối hoành tráng như vậy không thể chỉ là một ông bác sĩ bình thường. Anya thì quá phấn khích, cô đóng vai công chúa bị bao vây trong lâu đài và yêu cầu Twilight vượt qua những khó khăn do NPC tạo ra để giải cứu mình. Tất cả mọi người trong tổ chức gián điệp đều đã nghe danh Twilight. Họ đều cho rằng trò vui này là kế hoạch đặc biệt của Twilight và họ đã nhập vai rất nghiêm túc với Anya. Trong khi đó, do say rượu cũng gây ra khá rắc rối cho Twilight. May mắn thay, Twilight phá tung các lớp bao vây bằng kỹ năng mạnh mẽ của mình và giải cứu Anya đang giả vờ bị giam cầm. Với nụ cười mãn nguyện của Anya, trò chơi điệp viên giải cứu công chúa cuối cùng cũng kết thúc. Bữa tiệc khiến Anya phấn khích này trực tiếp khiến tổ chức điệp viên của Twilight rất tốn máu. Twilight bị cấp trên trừng phạt. Ngoài việc chỉ trích Twilight về việc phung phí ngân quỹ, cấp trên cũng đặc biệt cảnh báo anh về những lưu ý cho nhiệm vụ tiếp theo. Dù Anya đã vào trường thành công nhưng Twilight vẫn rất khó tiếp cận nhân vật cấp cao Desmond. Desmond luôn chỉ tham dự hội phụ huynh của những học sinh top đầu. Vì vậy Twilight phải giúp Anya trở thành thành viên của những học sinh top đầu để được tham gia vào hội phụ huynh. Để trở thành một học sinh top đầu, ngoài việc đóng góp xuất sắc cho xã hội thì chỉ còn cách thật xuất chúng trong thành tích học tập. Twilight nghĩ đến trạng thái buồn ngủ của Anya khi cô học bài, anh quyết định sẽ dùng chiêu khác. Ngay khi Twilight đang lên kế hoạch điệp viên cho mình, Do và Anya có nguy cơ bị bắt cóc. Sau khi nhập học thành công, Anya nhận được đồng phục học sinh của học viện Eden. Cô bé sung sướng mặc đồng phục của trường và đi dạo phố mua đồ ăn cùng Do. Vì hầu hết những người có thể vào học viện Eden đều là con em quý tộc, khi nhìn thấy bộ đồng phục học sinh của Anya, băng nhóm xã hội đen đã nảy ra ý xấu và muốn kiếm một khoản tiền chuộc kết xù, nhưng lúc Do không chú ý chúng bắt luôn Anya. Tuy nhiên, là một sát thủ được đào tạo bài bản, Do rất nhạy bén với nguy hiểm. Cô nhanh chóng nhận ra nhất cử nhất động của tên xã hội đen và luôn chân đuổi theo hắn. Đám phỉ lũ hoàn toàn không phải đối thủ của Do, chúng mau chóng hoảng sợ trước kỹ năng của cô và bỏ chạy. Vẻ bá đạo của Do khiến Anya ngay lập tức quên đi nỗi sợ bị bắt cóc. Cô bé nói mẹ ngầu lòi và đòi Do dạy võ cho mình. Do luôn là bản thân ngoài việc giết chóc thì chẳng thể làm một người mẹ tốt. Sự công nhận của Anya giúp cô có thêm phần khích lệ, không chút do dự về nhà dạy võ tự vệ cho Anya. Ngay khi Twilight về nhà, anh thấy Anya đang nỗ lực tập luyện. Anh cảm thấy lo lắng vì Anya chỉ quan tâm những thứ ngoài việc học. May mắn thay, Twilight nghĩ ra một cách khác để tiếp cận Desmond. Thông qua kế hoạch, anh để cho Anya và con trai út của Desmond là Damian vào cùng một lớp, cố gắng tiếp cận Desmond thông qua Damian. Anya với khả năng đọc suy nghĩ, biết rõ kế hoạch của Twilight. Cô bé khao khát cuộc sống điệp viên và cô bé rất muốn hỗ trợ Twilight hoàn thành nhiệm vụ điệp viên. Ngay khi Anya nhập học, cô bé liền tiếp cận Damian và muốn làm bạn với cậu. Không ngờ Damian vốn sinh ra trong gia đình quý tộc, từ nhỏ đã học tính kiêu ngạo của quý tộc, biết được Anya chỉ là con bác sĩ nên khinh khỉnh từ chối lời đề nghị của bạn mình. Damian thậm chí còn đem theo người hầu của mình để chế nhạo Anya và bắt nạt cô bé khắp nơi. Anya bị sỉ nhục gần như không thể không ra tay, nhưng may mắn thay, Do cảnh báo cô bé rằng người luyện võ không nên tùy tiện đánh bất cứ ai. Đối mặt với khó khăn thông thường, biết mỉm cười là dấu hiệu của sự trưởng thành. Anya nghĩ đến lời khuyên của Do và cố gắng nở một nụ cười điềm tĩnh đáp lại Damian. Thái độ của cô bất ngờ chinh phục Becky, một người bạn cùng lớp ngồi bên. Becky cảm thấy màn thể hiện của Anya người lớn hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi. Cô bé nhìn Anya với đôi chút ngưỡng mộ. Damian thì bị nụ cười thờ ơ của Anya làm cho khó chịu. Cậu càng muốn cùng đám bạn trong lớp chế nhạo Anya. Anya có thể chịu đựng đến mức nào đi nữa thì cô bé dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ. Cô không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng cũng ra tay với Damian. Tiếng kêu của Damian thu hút sự chú ý của thầy hiệu trưởng Henry và Anya vội vã tìm cách giải quyết tình hình. Cô bé nhớ lại rằng người hầu của Damian vừa giẫm lên chân Becky nên Anya nói dối rằng cô bé làm việc đó là vì Becky. Becky ở bên cảm động nên vội vàng giải thích giúp cô bé. Đáng tiếc Henry vẫn thông báo hình phạt không thể tránh khỏi này cho Twilight và Do. Dù biết có lý do và chỉ xử lý nhẹ nhưng Anya vẫn bị trừ một điểm kỷ luật, đủ 8 điểm trừ sẽ tự động bị đuổi học. Do hối hận vì không nên dạy cho Anya võ tự vệ, Twilight hoàn toàn suy sụp. Anh không ngờ rằng Anya không chỉ bị trừ điểm vào ngày đầu tiên đến trường, còn làm rạn nứt mối quan hệ với Damian. Nhìn thấy kế hoạch từng bước vượt quá tầm kiểm soát, Twilight cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tập này đến đây là hết. Là một điệp viên giỏi, Twilight có thể dễ dàng xử lý mọi nhiệm vụ. Có điều trước đây anh luôn cô độc, bây lại muốn biến đứa nhỏ bất trị trở thành chìa khóa thành công cho nhiệm vụ. Việc này khiến Twilight lần đầu nếm trải cảm giác bất an khi số phận nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Liệu Anya có thể lật ngược tình thế và giúp Twilight đạt được mục tiêu hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Ok nào, nội dung của tập này đến đây là hết. Nếu các bạn thích phần bình luận của mình nhớ subscribe BitGN Backup. Chúng ta cùng đón xem các tập tiếp theo nhé!